Xin chào tất cả các bạn, mình là Mỹ Vân. Hôm nay mình sẽ biểu diễn bài Etude cho nhạc sĩ Sorokin biểu diễn. Các bạn hãy nhấn vào nút like ở dưới này này và nhớ ủng hộ kênh của mình nhé. Mình sẽ cũng xin tự giới thiệu, mình cũng tên là Nguyễn Mỹ Vân nhé. Các bạn nhớ chia sẻ video này cho các bạn khác xem nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.